Nữ nhân viên văn phòng chia sẻ muốn thích hay hồi giúp giảm được tới 7 kg khi ngồi làm việc tại công ty. Hồi chị em công sở luôn canh cánh một, đổi lo thầm kín, mang tên béo bụng. Nhưng nếu thực hiện đủ 5 điều sau đây hàng ngày thì chẳng lo cân nặng hay mỡ thừa tích tụ lại trong cơ thể nữa nhé. Mạc Dương Tử là một nữ nhân viên văn phòng đang sinh sống và làm việc tại Trung Quốc. Cũng như bao dân công sở khác, cô nàng thường phải ngồi tới 8, 9 tiếng tại công ty để giải quyết các công việc. Tuy nhiên, chính đặc thù công việc này lại khiến Dương Tử tăng cân mất kiểm soát và giọng hai thì lên sai bất thường. Đây là hệ quả của việc thường xuyên phải ngồi lâu một chỗ ít vận động nên mỡ bụng ngày càng chất chứa nhiều. Mạc Dương Tử, vì quá tự ti với body của mình, Dương Tử quyết định lên kế hoạch cải thiện vóc dáng và chỉ sau một năm, cô nàng đã giảm được 7 kg nhờ thay đổi những thói quen nhỏ tại nơi làm việc. Dưới đây là những tip giảm cân khi đi làm của Dương Tử mà bà có thể tham khảo và học theo. 1. Uống nhiều nước khi ngồi làm việc. Ai cũng biết rằng mỗi ngày nên uống đủ 2 lít nước để thúc đẩy các hoạt động của cơ thể. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhớ làm việc này khi ngồi trong văn phòng già. Thậm chí có người còn chẳng uống một giọt nước nào suốt cả ngày. Với Dương Tử, cô nàng quyết định thay đổi thói quen uống nước và chuẩn bị rất nhiều nước lọc xung quanh bàn làm việc. Khi bạn uống nhiều nước thì cơ thể sẽ dễ buồn đi vệ sinh hơn. Và kết quả là bạn sẽ phải đứng lên vận động liên tục để vào nhà vệ sinh. Trong trường hợp uống nước lọc nhiều mà cảm thấy nhàm chán thì có thể chuyển sang uống trà không đường hoặc bất kỳ một loại đồ uống không đường, không cơ nào khác. Điều quan trọng là bạn phải tìm cách để cơ thể tự đứng dậy vận động. Đi lại nhiều hơn trong văn phòng sẽ giúp giải phóng năng lượng và đốt cháy được mỡ thừa. 2. Duy trì trạng thái bận rộn suốt cả ngày. Bạn nên duy trì trạng thái bận rộn khi ngồi làm việc để đẩy lùi suy nghĩ đối vật vào tầm xế chiều. Ngoài ra, Dương Tư cũng khuyên bạn nên đi ngủ sớm. Tránh thức khuya sẽ gây thiếu hụt năng lượng làm việc vào ngày hôm sau. Thường thì dân công sở sẽ bắt đầu công việc bận rộn từ 9 giờ sáng đến khoảng 5 giờ chiều. Nên ban đêm chính là khoảng thời gian phục hồi năng lượng hiệu quả nhất. 3. Không ăn quá no vào buổi trưa. Giờ nghỉ trưa là thời điểm vàng để nạp năng lượng khi đi làm. Tuy nhiên, bạn không nên ăn quá no vào buổi trưa vì rất dễ gây ra tình trạng đầy hơi, khó chịu. Những lúc quá đói cũng không nên ăn quá nhanh vì sẽ rất khó kiểm soát lý trí và vô tình lại ăn nhiều hơn khẩu phần đã định ra. 4. Cố gắng tập luyện cả khi đang ở văn phòng. Bên cạnh việc kiểm soát chế độ ăn uống, bạn cũng nên dành một chút thời gian vận động, tập luyện khi đang ngồi trong công ty. Đó có thể là leo cầu thang bộ, ngồi xoay người trên ghế hoặc đi bộ vài vòng quanh công ty mình vào giờ giải lao. Miễn là hãy vận động thật nhiều mỗi khi có thể để giúp cơ thể giải phóng được nguồn năng lượng dư thừa. Hãy nhớ rằng, giảm cân là một việc lâu dài nên cần biến nó thành thói quen sống lành mạnh, chứ đừng suy nghĩ quá nghiêm khắc. Căng thẳng bởi bạn sẽ rất dễ muốn buông xuôi giữa chừng. Đồng thời, chỉ cần nghĩ đến kết quả mà mình mong muốn thì bạn sẽ tự khích lệ được ý chí giảm cân tốt hơn. Source: nguồn Webio, YouTube More, Giang Zidon Kono, A+DONT, KYOANNE.